Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tẩm lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch huyền thoại của đế quốc Tây La Mã. Và ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã thực hiện cái cuộc chiến có thể nói là khá là vất vả với ông em Đông La Mã khi ông quyết định phân chia thiên hạ với mình. Và hiện tại bây giờ mình đã hình thành một cái thế bao vây ở phía dưới này rồi, và mình kiểm soát được hầu hết khu vực bán đảo Ả Rập rồi. Chính xác là mình kiểm soát hết bán đảo Ả Rập rồi, và một phần ở khu vực Trung Á đây rồi. Hiện tại thì mình chưa có kế hoạch tấn công tiếp mà mình chờ các cái quân đoàn từ châu Âu tiến xuống. Hiện tại thì mình đang có một quân đoàn, 2, 3, 4 quân đoàn đây, 3 quân đoàn đây, và thêm một quân đoàn nữa đang tiến sang để có thể phối hợp với hai quân đoàn đã đóng sẵn ở đây để tấn công vào ông em của mình từ cái vùng mà thông qua con đường châu Âu để tấn sang. Đường biển thì ở đây nó có một cái hạm đội phun như này rất là nguy hiểm, mình sẽ không thể tấn công vào qua đường biển này. Đường biển là một vấn đề rất lớn, nếu như mình có thể phong tỏa được để làm được việc đó thì có thể mình sẽ cho cái quân đoàn này nó sang đấy, nhưng mà chắc là hơi khó. Kế hoạch là như vậy nhưng mà từ từ đó, bởi vì có lẽ lượt này cũng không có việc để làm lắm, nhưng mà mình sẽ qua lượt, bởi vì tất cả lượt trước là kết thúc bằng cái trận phòng thủ ở cái vùng này đây, trước cái thằng này rồi. Nên lượt này thì chắc cũng không có việc gì nữa. Nâng cấp cho Aegon. Thành trì của mình nói chung là ổn mà. Tất cả các vùng đều chỉ đang tăng, có mỗi vùng này đang giảm xíu. Vùng này giảm do thiếu lương thực rồi. Xây xong cái ruộng là ok. Vùng này là cái vùng chúng ta mới chiếm được. Không lo lắm, bởi quân mình đóng ở ngay đấy rồi. Vùng này đang bị giảm, mình biết rồi. Vùng này thôi được, không sao, cứ qua lượt đã. Nói chung lãnh thổ của mình nói chung là ổn. Nhiệm vụ của mình bây giờ là phải kiểm soát thêm 12 tỉnh nữa và hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì mình đã hoàn thành được tiêu diệt 40 phe phái rồi. Cái thằng đệ Long Be này nó có vẻ phát triển cũng khá mạnh. Khi đế quốc của các bạn càng rộng thì cái mức độ điểm ngoại giao các bạn sẽ bị tụt xuống do là bị các cái phe phái khác nó đố kỵ. Cho dù bạn có cố gắng thêm mấy chăng nữa thì các phe khác nó vẫn không ưa cái một kẻ quá mạnh. Đấy. Ông em Đông La Mã thì có vẻ như đang hết lương thực và đang phải rút lui chiến thuật rồi. Lại phá hoại nhà cửa mình đây mà. Không phá được đâu. Đó, nó đang bị hết lương thực. Mình nhìn thấy cái đầu lâu ở bên trên của nó như vậy là nó đang bị thiếu lương thực trầm trọng. Đấy. Ái chà, bọn này đang cử quân xuống à. Có thể mình sẽ để cho cái bọn một hiệp ước hòa bình à. No. Giờ này không có nhiều cơ hội cho các bạn còn muốn hòa bình nữa. Thằng này nó đánh tiếp. Nó đánh tiếp hay nó vây nhỉ? Đế quốc Đông La Mã. Bạn ủng hộ chính phủ. Mình đang bổ nhiệm một vài cái chức vụ mới. Thống trị 62%. Mức độ kiểm soát của chúng ta hơi thấp đấy. Nhưng mà chả sao cả. Cái mình quan tâm là cái cân bằng quyền lực này của mình nó đang tăng dần rồi. Mà mức kiểm soát thấp quá thì cũng không tốt thật. Nhưng mà giờ này thì nó cũng cần end game rồi nên cũng không quan trọng lắm. Cái thằng này sao trung thành nó thấp này. Ôi, một loạt tướng lĩnh con cháu của mình trung thành thấp. Vãi trưởng thật. Toàn bọn con cháu, có đông cháu trà. Chính như tướng lĩnh của mình đây là trung thành rất cao. Đây, tướng lĩnh của mình rất ổn. Mấy thằng con cháu trong nhà lại thích làm loạn. Bọn này cũng là nuôi ong té áo. Nó thích làm loạn à. Bây giờ không sao cả, bây giờ chúng ta sẽ tấn công tiếp tục lên phía bắc. Mình nghĩ là mình sẽ kiểm soát nốt cái toàn bộ cái tỉnh này đã. Rồi. Ông em của mình bỏ thành chạy đi đâu rồi?
quân bị thương vong như này không giữ nổi thành đúng không? Thành này à, thực ra trận này easy quá, quân của nó chết mất gần 1/3 rồi mà lại còn có quân gác thành nữa, mình có đánh thì cũng đơn giản. Có điều là mình sẽ phải lo làm sao để còn một cái vùng của quân nổi dậy ở trên này, này mình sẽ kiểm soát toàn bộ cái vùng này luôn. Xe bắn đá à? Không cần, nhà thờ thì chắc sửa lại, cái này cũng thế. À, áp được cho thanh niên là cái giáp. Công trình vệ sinh thì sửa đi đã. Được. Đây, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ kiểm soát 11 tỉnh nữa là xong. Lúc nãy là 12, chiếm được thêm một tỉnh nữa là xong rồi. Đánh bại 40 phe phái thì cái khó nhất này mình đã làm rồi. Bây giờ chỉ chiếm mấy cái tỉnh nữa thì đơn giản thôi. Nắm giữ 30 tỉnh tôn giáo thì hiện tại đến 38 tỉnh rồi. Mọi chuyện. Mấy cái tỉnh này của La Mã thì mấy ông đệ này của mình bảo nó đi đánh nhau mà nó không chịu đánh nhỉ. Quái quỷ thật cái thằng này. Nó cứ rú rú ở nhà làm cái gì không biết. Đây, xây được thêm cái tài nguyên gì đây? Nhà nghỉ của con đường tơ lụa. À, con đường tơ lụa đây. Con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa. Vùng đấy đấy, êm ổn này. Đấy quá. Lãnh thổ mình bây giờ là ok. Không phải lo lắng nhiều à, cái tỉnh này xây cái đường gác là ổn. Ồ, quân đoàn này mạnh vãi. Nào, thì bây giờ thì thằng nào muốn đánh nhau với mình tiếp nào. Cho thằng điệp viên đi do thám tiếp này. Swift and silent. Đánh vào đây được. Gần như nó không có quân đồn trú. Đúng rồi. Gần như không có quân đồn trú. Có 3-4 thằng. Đánh tiếp một trận nữa vào đây được mà nhỉ. Có điều như thế thì chúng ta sẽ không có quân để trị an cái vùng này. Lúc ra phát thì trị an nó sẽ giảm. Trừ 6 à. Làm nào tăng trị an lên được nhỉ? Cũng khó. Không sao. Cứ đánh như đã, kiểm soát cái tỉnh này đã. Rồi. Tỉnh này kiểm soát lốt. Và để xem ông Đông La Mã ông làm gì chỗ này đấy. Bây giờ thì chúng ta có kiểm soát toàn bộ được cái tỉnh này rồi. Mà đây cũng là một cái tỉnh nhiệm vụ mình phải kiểm soát đấy. Nếu mình không nhầm thì đây cũng là một cái tỉnh mà bắt buộc mình phải kiểm soát. Đó. Hết tiền à, để tỉnh y tế trước đi. Bỏ đá xây sau. Cấp 7 xây được. Nói chung quân mình ở đây thoải mái đi. Hết tiền rồi nên chắc mình không đánh nhau được. 17.000 mỗi lượt. Mình hồi phục kinh tế nhanh, kinh trưởng. Tăng trưởng này, khu định cư. Có tường cao. Tỷ lệ nghiên cứu phát triển dân sự. Tăng vi quan. À, Babylon. Nào, còn khu vực này, quân đoàn này đâu rồi? Quân đoàn này sẽ phải tiến ra đây đã. Tập sau là, lượt sau là chuẩn bị tấn chiếm xuống. Đấy. Hồi quân đang bị mất quân khi đi trên vùng đất xấu luôn.
Và ở đây nó chỉ đóng có mỗi một cái hạm đội à, nên nó chết rồi. Còn một quân đoàn mình đâu đó bên này mà nhỉ? Đây rồi. Hai hạm đội này vẫn giữ ở đây, đây là có hạm đội full này. Nguy hiểm phết. Nhưng mà tính ra thì cái vùng này đất của nó bị đốt hết rồi. Không biết bị thằng nào đốt, nhưng mà chắc là cái thằng này nó đốt rồi. Nên nó thành một cái giải ngăn cách rồi, nên là mình mà chiếm đốt được cái vùng này là ổn đúng không? Vùng này không biết có nên chiếm không, nhưng mà có thể không nhất thiết chúng ta phải chiến tranh chiếm toàn bộ, nhưng mà lượt này mình sẽ qua đã, bởi vì mình không thể chiếm quá nhiều thành cùng một lúc được. Chúng ta không có nhiều tiền nữa. À, Long Me, nó muốn lấy con gái của mình à? Lấy cho vua của nó. À, tốt. Mấy cái đứa ấy chồng này anh đang muốn gả đi, mày đến rước hộ tốt thế. Cảm ơn nhá. Hiệp ước hòa bình. Nói cứ ở ngoài biển mà chết đi. Tao hòa bình mày phát mày trèo lên bờ, xong rồi mày đẻ quân xong mày lại đánh tao. Khôn lắm, cái bài đấy anh thuộc rồi. Không qua mặt được anh đâu. Mày chỉ cần một cái hiệp ước hòa bình để mày trèo lên bờ thôi đúng không? Đấy. Các hạm đội nó bắt đầu di chuyển. Bỏ trống cái thành bên kia. Nó có nhiều hạm đội lắm mà quân Lam à, đây rồi, hay quá. Hay quá. Úi giời ơi, 1 2 3 nào. Có đánh luôn không? Đánh luôn đi cho nó rực rỡ. Ôi, nhưng mà nó mà toàn pháo binh nhà mình cũng vỡ mồm ấy. Mà nó vây nhưng nó không đánh. Thằng khỉ gió này nó vây nên nó không dám đánh. À, thằng quân ly khai này thích chết à? À, vây thành của mình. Được, đầu tư quân sự. Lòng trung thành đang dao động. Cộng 3 trung thành, tốt rồi. Đâu thằng nào lòng trung thành đang dao động? Không phải tướng lĩnh. Tất nhiên là không phải tướng lĩnh. Tướng lĩnh của mình trung thành rất tốt. Chỉ có mấy cái thằng con cháu trong nhà. Thằng nào trung thành đang dao động? Không thấy đâu nhỉ? 5 hết rồi mà. 5, 6 hết rồi. 9 này. Ổn mà nhỉ? Có thằng nào mà trung thành dao động đâu? À, ở lượt trước thôi. Lượt này thì không. Một quyền lực của mình tụt hơi ác đấy. Thống đốc vùng Africa, 53 tuổi. Tướng ở Macedonia. Không lẽ nhận thằng này làm con nuôi để tăng cái mức độ ảnh hưởng của mình lên đã nhỉ? Thằng này cái điểm của nó khá cao. Một 108 điểm. Liệu ăn được không đây? Là một vấn đề. Ai, ông em của mình có vẻ ai chà, nó nhiều pháo thế. Ừ đó. Nhiều pháo quá nhỉ. Mà mình công trước là mình hơi dở. Từ từ xem nào.
destruction. Bại. Mình thấy cho thanh niên này lên xử, thằng này khả năng cao nó sẽ bỏ chạy. Đúng rồi. Được. Quân đoàn này thì đầy đủ quân đúng không? Quân đoàn này thì chưa hồi hết quân. Quân đoàn này về đây đã. Quân đoàn này đủ quân đứng ở đây. Chiến thuật cả đấy. Đây cái nhà thờ đã. Bỏ mấy công trình này đi. Lăng lên để có tí lương thực á. Hết lương thực rồi. Nó có thể đánh tiếp, sợ. Mình sẵn sàng tiếp luôn. Ồ, nó làm pháo thế nhỉ. Cái thằng củ khi này nó làm gì nó mua làm pháo thế nhỉ. Ta là cung bọ cạp à. Xuất sắc sát sư tầm xa. Xuất sắc xuyên giáp. Có đội này lên phòng thủ thì hay hơn này. Đội này nó là bậc thầy về phòng thủ luôn. Nó lại quyết định tấn công mình ở đây à. Còn thằng này nữa. Vẫn quyết ăn anh à? Ăn được thì tốt, chỉ sợ nó không ăn được thôi. Sao đất của ông đệ của mình nào tan tác thế nhỉ? Chiếm cái tỉnh này của nó đấy. Nó có quân quá đâu. Mình chưa muốn tiến đến thằng này, nó có vẻ muốn quay thằng đệ mình. Quân đi khai La Mã. You are welcome, but that welcome can become a farewell if you waste my time. Okay. Được, để xem ông đệ ở Đông La Mã này của mình ông sẽ làm cái trò gì này. Ôi, nó rất nhiều pháo. Mình ngán nhất là pháo. Thôi rồi, kệ nó. Mình có hướng tấn công nào khác không nhỉ? Hướng trên này. Đánh. Mày dám bỏ thành đi. Tiến sang châu Á đã. Không có quân gác thành đúng không? Không có quân gác thành. Mày không có quân tác thành. Ready for orders. Rồi. Không có quân gác thành à. Ổn. Đây nó có một tướng này. Quân đoàn này có thể đánh thẳng vào đây được. Đây nó có một hạm đội, một tướng quân. Thành này là thành thành cấp 3. Chưa có tường thành. Nhưng mình chưa biết là quân của nó có cái gì. Nó có nhiều pháo nên khó ăn đấy. Ready for battle. Từ từ đã, chúng ta còn quân đoàn đây nữa mà. At once. Ready for further orders. Look to the defenses. Đóng đây phát đã, xem ý tứ nó thế nào. Rồi, bảo vệ chắc chắn khu vực này cho anh.
Đã thiếu lương thực à? Thì lương thực đã... Chỉ 10 lương thực. Ôi, hải quân nó cũng đông mà. Rất nhiều pháo. Đánh thành của nó là cũng nhục mặt đấy, không phải đơn giản đâu. Heaven be praised. I go. Ông đệ của mình có vẻ cũng không phải dạng vừa. As you command. Là để xem là chỗ này nó sẽ đánh kiểu gì. Nó sẽ đánh kiểu gì ở chỗ đấy. Mình cũng muốn có một trận quyết tử ấy mà nó chưa cho mình cơ hội. Khi đấu với La Mã tuyệt thế nhỉ. Tướng này, một tướng cấp 8 cả. Do you wish of me? Nào, để xem ông đệ mình sẽ làm cái trò gì tiếp theo à? Mấy thằng long be long beo này. À, rút quân về nước. Rút quân à? Nó không dám đánh nhau hay sao mà nó cứ bỏ chạy hết thế nhỉ? Bỏ chạy này anh kiểm soát luôn khu vực dưới này bây giờ. À đây ạ. À đây. Vây mà không dám đánh. Nó vây mà nó lại không dám đánh nhỉ? Hay quá, Britain. Sứ gô và Britain đang tiến xuống một hiệp ước hòa bình. Our war has brought bloodshed, but without gain or progress. Một hiệp ước hòa bình. Cái thằng này đợt trước, tập trước nó đánh mình một trận té tua đấy, nhưng mà mày chết. Còn có mấy thằng tàn quân mà dám loạn với anh à? Dám làm loạn. Rồi, tỉnh này đã được bảo vệ. Nhân vật đã được nhận làm con nuôi. Hay quá. Đây rồi. Thống đốc đã trở thành con nuôi. Thằng này e là không thể cho làm thái tử được nếu như mà vua này lên ngôi. Thằng này chỉ số rất vớ vẩn. Vua thì lại có mỗi hai thằng con trai này là con đẻ. Thằng này không biết nó liệu có phu lô là có tốt không. Các tướng lĩnh của La Mã chán lắm. Rồi, ổn định. Tăng cái táp thanh này lên một phát đã. Cho nó phòng thủ thì chắc. Thằng nào thích làm loạn cũng không làm được. Rồi. Sao không chiếm đi nhỉ? Thằng này. Bao vây quân mình đây. At your service. Sabotaging.
Hay quá. I have succeeded. Lên cấp à? Lên cấp à? At your command. Thằng này nó chơi cái trò này gớm chết nhỉ, vây mình. Quân đoàn này sẽ hồi phục rồi đúng không? Hồi phục đầy đủ rồi đó. Đánh đêm thì như là nó không tiếp viện được đúng không? Để mình thử xem nào. Thằng này nó đang vây mình rồi. Commander. We cannot follow this order. Sao lại không tấn công được? I'm afraid we cannot. That is impossible. Mày thực sự thích tấn công phải không? Ready for orders. Được. Chiều mày một lần. You there, get to work. We hunger for battle. Set up the watch. Chiều mày một lần đấy. Căng ghê. Nó vẫn quay mình như này. Rồi, cho con đoàn này ra để xem là mấy thằng nó quay vào nó đánh. Nó chắc nó cũng không dám đánh đâu. Nó ghét nhất cái là nó không dám đánh. Chứ không phải là mình thôi. Tiêu điều, đây à? Đây à? Thủ phủ đây à? Đây đây nhỉ? Đây à? Nó rút hết quân rồi. Đã thế này. Bỏ mặc lãnh thổ à? Mày bỏ mặc lãnh thổ à? Ai à? Có cả quân tiếp viện. Ai đồng phết đấy. Đánh tay không cho chắc ăn. Đánh auto hao quân nó lại lên nó ốp cho cái kia thì chết. Lại phải nhử vài quân đoàn ra để đánh theo kiểu hội đồng. Phải nhử ra để tiêu diệt lốt mấy quân đoàn chủ lực này của nó mới được. Nhưng mà nó có pháo. Pháo rồi bây giờ. Nó có pháo rồi nó vấn đề nan giải. Trời mưa thì không đánh được. Sương mù. Đẹp vãi nhỉ. Mà làm gì có đường vào đâu. Một, hai đường vào. Vào lối này cũng khó đấy. Vào lối nào bị à. Chà. Đi đường này vào thì phá cái tháp canh này rồi đúng không? Tiến vào đây à? Tiến vào đây. Rồi, đường này là ít bị tháp canh nhất. Thể đổi bộ đến hướng này ấy. Cho kỵ binh đứng đây trước cho chắc cờ. Phá cái tháp canh này trước bạn. Nó chết mẹ. Nó đứng vào tầm bắn của tháp canh nó. Chết bầm, đứng đúng vào tầm bắn của tháp canh nó. Chết mất mấy thằng ngoan nó. Thể lùi được lùi nữa là chết.
xong luôn, hay quá. Pháo của mình bắn một quả rất tuyệt vời. Mày qua chết có một chiến sĩ thôi. Được nhá. Úi giời, chỗ này toàn lính cung tên. Lùa ngay. Lùa ngay. Không được để sống sót. Hai thằng này lên điểm trợ ngay. Điểm trợ, điểm trợ, điểm trợ. Điểm trợ ngay cho anh. Chó em mày định ra đây để câu chết bớt quân anh à? Đây điểm trợ ngay. Điểm trợ cho kỵ binh ngay. Đấy, nó đang tiến vào từ phía sau. Đúng rồi. Không còn nhiều quân đâu, thoải mái đi. Rồi, ăn được. Bỏ hit and run đi. Thằng cung tên này cần gì hit and run. Chà, quánh mình hơi đau ấy nhỉ. Vậy chạy rồi. Báo đâu? Ra đây. Nhanh, giải quyết hết đám cung tên này cho anh. Thanh niên này một mình xông lên à? Hổ báo. Ái xư. Rồi. Giải quyết cho nó cho anh. Nhanh. Kết thúc chiến trường. À, móc lốp pháo anh à? Móc lốp à? Móc lốp để. Rồi. Từ nhá, kỵ binh. Về đây. Rồi không sợ đâu, Mestudo bật lên rồi. Chào xuống. Rồi. Tiến lên em ạ. Chỗ nó tan ở chỗ này rồi.
xong. Còn đâu? Còn đâu? Hết. Đúng rồi, phá đâu, cứ tiếp tục đi. Lão vào đây cho anh. Lão vào đây cho anh. Rồi. Ôi, bọn lính cầm giáo. Rồi rồi, ngựa đâu? Để lý ngay mấy thằng này cho anh. Duyệt ngay mấy thằng cầm giáo cho anh. Tưởng mày gớm lắm cơ. Úi, tên nó bắn nhỏ. Chết như cả dạ. Gớm nhỉ. Gớm nhỉ. Hai đội cầm giáo của nó gớm thật ạ. We hunger for battle. Được rồi, cứ từng bước tiến xuống thôi. Nhà lính à? Không cần nhà lính đâu. Công trình vệ sinh. Hạ cái tường thành xuống một cấp, tốn lương thực lắm. Tốn lương thực lắm. Nó không chịu tiến lên, mình sẽ phong tỏa hết các cảng của nó. Cảng trên này thì đây xây được một công trình nữa rồi, xây cái nhà thờ lên là ok mà. Người dân được động viên ấy. Tỉnh này tụt một điểm, chỉ cần xây được cái nhà thờ lên đã êm. Tụt một điểm. Một điểm. Hạ cái ruộng này xuống một bậc. Italia trừ 2 điểm. Quái quỷ nhỉ. Mấy vùng này thế nào? Ready, willing and able. I could do more. Vùng này trừ 1. Nó còn kệ mấy cái vùng này đi. Trừ 2, trừ 1 không vấn đề gì lắm. Cái luân phiên ở đây rồi à? Đây, cộng 6 này. How can I serve you? À, chết mất mấy ông thầy tu thỏa nào. Sẽ là những vùng nào đang bị trừ. Vùng này có thầy tu rồi. Vùng này đều tăng rồi. Mua một thầy tu này đã. Của cải từ các công trình văn hóa. Của cải cho công trình văn hóa tại tỉnh địa phương. Của cải thì anh không quan trọng lắm. Nhưng mà cần là ổn định.
Ready, willing, and able. Rồi. Ui dồi, 20.000 một lượt. Chúng ta đang kiếm được một cái lượng tiền cũng khá khá rồi. Thằng này còn quân đâu mà đánh nhau. 35 lương thực. Phát triển được giá của cải từ công trình thương mại. Thôi, chả cần. Thằng này nữa cướp bóc mà không chịu chiếm đâu đi, cứ lẩn vẩn ở đây làm cái gì. Commander, từ đó mình phải tính như nào nhỉ, lại có một trận đánh giống như kiểu với Hung Nô rồi, nhưng mình phải chọn một cái địa chiến trường nó phức tạp một tí. Xa một chút. Dở cho nó xuống cơ. Đây. Đây chẳng hạn. Make haste, men. Dở được cái bọn thằng em của mình nó ra đây đã. Khả năng cao nó sẽ cho ra đánh đấy. Đấy. Giữ nó ra đây đánh một trận đã. We hunger for battle. Heaven be praised. At your command. Thống đốc. Nâng cấp một số các cái tỉnh. Đây là cái tỉnh này nào. Tăng cường văn hóa lên mà vẫn không ăn thua nhỉ. À hết dịch bệnh rồi. Hết dịch bệnh thì cho thằng này nó sang vùng này lại. Để nó tăng trị an trở lại. À tốt rồi. Hết dịch bệnh rồi. Còn là một cái tỉnh ở trên này nữa. Cũng hết dịch bệnh rồi. Chị An cũng tăng trưởng rồi. Ôi. We hunger for battle. Rồi cứ để một quân đoàn ở đây để đề phòng. Chúng ta tiến được sang châu Âu ngay là tốt lắm rồi đấy. Hai cái cổng tiến vào cho. Lần sau quân đoàn này sẽ được tấn trợ đánh trận. At your command. Nào, ông em Đông Nam Mã đâu rồi? I offer this in the name of our people. Let this be a sign of goodwill to come. Mình có đứa con gái ngon thế nhỉ? Con gái của mình mới có 18 tuổi nó đã gạ chén rồi. Ủa, 58 tuổi à? À 75 tuổi á? Thế nào mà thằng này mà... Con gái của anh trẻ này mà mày cho lấy cái thằng già này. Từ từ. Lại còn ngon nữa chứ. Hàng họ nuột nà thế, lấy cái ông 75 tuổi, có 18 tuổi lấy ông 75 tuổi. Không được. Ít ra cũng phải gỡ thanh niên nào ấy đẹp trai tí. Rút à. Ơ.
Giờ nó đánh nó không dám đánh. Giờ ý nó là như nào? Ngon. Bổn phận vẫy gọi. Chúng ta có vẻ mất hơi nhiều. Trung thành giảm thì không chơi được rồi. Bọn này toàn bị dính cái trung thành giảm. Trung thành cộng 1 này, chiến binh quả cả. Trung thành cộng 1 thì nên dùng. Trong quyền lực của mình thấp quá. Bổ nhiệm bổ sung, ông kia chết mất rồi. Trở thành cấp 2 là ổn. Đây vệ sinh dịch tễ à? Đây là cả lương thực. Vậy thì chỗ này xây cái đồn gác là đẹp. Mà cũng không cần đồn gác đâu, bởi vì là đợi cái đơn vị để hồi phát đánh tiếp xuống đây. Quân nó cũng không có nhiều. Rồi, mình đóng quân đây, giữ nó đến mà nó cũng không thèm đánh nhỉ. Nó nhả rồi, không đánh nữa. Nhả rồi, không dám đánh. Nhả rồi, không dám đánh. Nhả và không dám đánh à? Commander, at your service. Pháo à? Rất nhiều pháo luôn. How may I serve you? Thất bại chí mạng. Chúng ta đã dẹo luôn rồi. We hunger for battle. Chắc nó cảm thấy không ăn được. Thành công. I have succeeded. Đang có tuyết. The Lord has favored me. Bọn này toàn pháo là pháo. Ôi ôi, đánh thằng này mà mình xông vào là mình hao quân đáng kể đấy. Ready for orders. Bọn này khỉ thật là lắm pháo thế nhỉ. À đấy thằng này à? À, vào đánh đi. Cũng được, xông vào mà đánh. Rồi tỉnh cướp bóc. Ở đâu này nữa, cái tỉnh này thì không chiếm đi. Nó có quân quái đâu. At your command. Besieging the settlement. Your next command. Đông là mã. Và mình sẽ kiểm soát hết cái khu vực phía trên này được. Commander. Trên này như còn có 2-3 thành nữa thôi. Một thành của thằng đệ, thằng quân đi khai. Nhân giống ngựa. We hunger for battle. Nhà thờ à? Thôi được. Nhà mới trả thờ. Ừ.
gã nó đánh mà nó không đánh nhỉ. Đến lên đây phát ra này. Ở đây. Gã đòn phát ra. Is that all? Đây. Make haste, men. Cắm trại phát ra. Gã thế là vẫn không đánh. Gã đòn mà nó không thèm đánh đâu. Quân nào này hồi phục nhưng vùng này đã đang tuyết rơi. Chắc phải lượt so mới đánh được rồi. Một kỹ năng chưa được thống đốc à. Giảm tham nhũng. Hai mươi mốt ngàn của tiền của mình đang tăng một cách đáng kể đấy. À, tất cả các vùng của mình nói chung đều đang tăng trưởng rồi. Còn mỗi cái vùng này thì không tính Managa này nữa. Vùng Managa. Hai cái vùng đấy thì không có thủ phủ. À, cái vùng kia nó có thể nếu xây lên có cái đập nước nhỉ. À, mình có dùng đâu. Dụ một trận đánh quyết định với thằng Đông La Mã mà nó vẫn không chịu đánh mình. Gạ đòn như thế mà nó vẫn không đánh, nó còn chạy về. Cắm trại để đánh một trận như kiểu Hung Nô nó đánh mình mà nó không đánh. Ôi, lại có một thanh niên nhỉ. Thích sống ảo à? À, mày thích sống ảo à? Lại có một khúc tường bị vỡ ở chỗ này. Lúc nào có một khúc tường bị vỡ nhỉ? Chán ghê, tường cứ bị vỡ này. Defensive positions. Missiles ready and waiting. Guard. Dragitari. Hold position. Dragitari. On watch. Nhưng mà nó nhiều ngựa mà nhỉ. Ngựa ấy bắn đạn lửa ấy chứ. Rồi vào đây để đổ bộ. We await your command. Lại như trận trước. Đống một lũ ở đây phòng thủ. Lần này cho nó vào sâu sâu thì giết cho nó nhanh. Rồi. Battle group awaiting orders. Battle group ready. Melee infantry.
Orders! Orders! Vẫn còn một đội không tên nữa. Rồi rồi, nó phát triển dần. Hàng rào thì nó thực sự là mình cũng chả biết dùng hàng rào vào cái việc gì nữa. Chắn hai cái lối này không cho nó vào, thôi lối này. Hết phim. Nào. Ủa, chỗ này không leo được lên à? Phải leo đây à? They mean to take our women and enslave our children. This we cannot allow. That is why we hold these walls to the last gasp. Make ready. Quần nó cũng là một vãi trưởng ấy, vừa đâu. Làm gì có chỗ nào vào ngoài cái con đường này nhỉ? The settlement is burning! Anuki, senores! Hey, yeah. Bắn tên mình ác quá nhỉ. Bắn tên mình hơi ác ấy. Đây rồi. Đi lùa mấy thằng tầm xa nó cho anh. Kinh nhỉ, nó bắn cung thủ mình cũng rát phết đi. Tên của đội hình này của mình gớm thật. Định phá tháp canh của mình. Phá được hai tháp canh rồi. Enemy units have
return to the battle! Mấy con thằng tập xa của nó đã úi sổ mấy con ngựa của mày thì chết à. Hay quá. Quẩy nốt mấy thằng tầm xa cho anh. Tốt lắm. À từ từ. Xong, con ngựa hoàn thành nhiệm vụ rồi. Này bị cổng này bị chiếm lại rồi. Chiếm được rồi, trèo lại lên cho anh. Kéo cờ của La Mã lên rồi mà nhỉ. Tên ở trên bắn xuống chết bầm luôn đi. Bây giờ chắc lại phải cho mấy thằng cung tên nó vòng đằng sau bắn rồi. Đơn vị này chưa bắn một tí nào luôn. Chưa bắn một tí nào luôn. Đơn vị này thì vẫn đang bắn được. Missile infantry.
phóng được tên lửa để chết được xuống. Bắn đi. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Lấy lại tinh thần kìa. Con ngựa này chạy ra chỉ là chết. Đúng rồi, lấy cái chiến thành bắn xuống cho anh. Hay lắm. Ờ, kể ra lần sau mình sẽ nghĩ ra cái chiến thuật khá hay đấy. Mình sẽ cho chúng nó tiến sâu sâu một tí, mình cho lính đứng ở chiến thành bắn xuống. Hiệu quả mà nhỉ. Có thể là mình sẽ đứng ở đây như này luôn. Tướng địch đã chết rồi à. Thế mình nó sắp bỏ chạy hết rồi. Vỡ trận, vỡ trận, vỡ trận. Tướng chết là bắt đầu vỡ trận. Chặn hết rồi. Praise the gods, your victory is moments away. Tàn sát bớt chúng nó đi đã. Tưởng bây giờ mới có cơ hội bắn. Hoa cái, chắc là trận này kết thúc được rồi. Quân nó vẫn đông này, sao nó bỏ chạy nhỉ? Đám này của nó trong này vẫn còn chưa ra được hết này. Vẫn đang có một cuộc chém giết ở chỗ này. Ôi ôi. Thành đánh như thế này là ổn rồi. Nó hết quân. Tướng địch đã chết trong trận đánh. Quý tộc sinh con. Lại sinh con ngoài giá thú. Chức vụ được chỉ định. Quyền lực có thể chấp nhận. Hỏng hết nhà cửa mình. Vào đánh trận nữa đi xem nào.
Ready for battle. Nó không chịu tấn công thì mình sẽ tấn công nó trước. Would that I were as swift as the angels. Laying siege to the settlement. Thành to thì không sợ rồi. Không có quân đồng chú nữa. Mày chết. Rồi. Mày chết. Con đường tơ lụa. À, mỏ. Tài nguyên của tỉnh này. Xong rồi. Thằng này đứng đây chết kẹt rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. 134. Còn có 6 tỉnh nữa thôi. 6 tỉnh nữa thì AZ đó. Chắc tập sau là chúng ta sẽ đại thắng Tần Thánh rồi.